Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Hai, 8 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Vượng chịu thua, Phúc chịu thiệt, Võ Văn Thưởng ngư ông đắc lợi. Đúng như phân tích của Thời báo.de trước đây thì vào ngày 6 tháng 2, ông Nguyễn Phú Trọng đã bổ nhiệm ông Võ Văn Thưởng vào ghế thường trực Ban Bí thư của Đảng Trung ương của Đảng, chiếc ghế mà ông Trần Quốc Vượng vừa bỏ lại. Báo chí của Đảng Cộng sản Việt Nam nói rằng Bộ Chính trị đã phân công ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khóa 12 giữ chức thường trực Ban Bí thư. Tuy nhiên, ai cũng hiểu rằng việc phân công này là do bàn tay của ông Nguyễn Phú Trọng sắp xếp. Được biết, vào sáng ngày 6 tháng 2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã tổ chức lễ công bố quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị tại buổi lễ. Ông Nguyễn Phú Trọng đã trao quyết định số 01/TV vào ngày 5 tháng 2, 2021. Bộ Chính trị phân công cho ông Võ Văn Thưởng giữ chức thường trực Ban Bí thư. Đây là hình ảnh báo chí của nhà nước Việt Nam đưa tin ông Võ Văn Thưởng nhận chức vụ mới. Được biết hiện nay, ông Võ Văn Thưởng chỉ mới 51 tuổi, trẻ nhất trong các ủy viên Bộ Chính trị khóa này. Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, phát biểu trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, cảm ơn Bộ Chính trị đã tin tưởng phân công nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng vào thời điểm khởi đầu một giai đoạn phát triển mới của đất nước. Ông Thưởng nói tiếp, đây thực sự là một vinh dự lớn lao, đồng thời là một trách nhiệm rất nặng nề trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang kỳ vọng vào những bước phát triển vững chắc của Đảng và đất nước sau đại hội lần thứ 13 của Đảng thành công rất tốt đẹp. Như vậy, ông Võ Văn Thưởng đã trở thành người miền Nam có vị trí cao nhất trong Bộ Chính trị, vị trí chỉ xếp sau 4 vị trí của tứ trụ. Tiểu sử cho thấy đường công danh của ông Võ Văn Thưởng là được sắp đặt. Ông Võ Văn Thưởng sinh vào ngày 13 tháng 12 năm 1970, quê quán ở tỉnh Vĩnh Long, cùng quê với cố Thủ tướng của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Võ Văn Kiệt. Ông ta chỉ học trong nước và có bằng thạc sĩ triết học, có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Ông Võ Văn Thưởng là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12-13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10, Dự khuyết và khóa 11, 12 và 13, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khóa 12, Đại biểu Quốc hội khóa 12 và 14. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng trao văn bản công nhận ông Võ Văn Thưởng là thường trực Ban Bí thư. Quá trình công tác của Võ Văn Thưởng được báo chí cung cấp như sau. Năm 1992, ông Võ Văn Thưởng là sinh viên ngành triết tại Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Đoàn trưởng. Năm 1993, Phó Ban Đại học Chuyên nghiệp Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh rồi làm trưởng ban. Năm 1995, ông Thưởng giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam. Năm 1999, tốt nghiệp Thạc sĩ Triết học, Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2000, Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam. Năm 2002, Phó Bí thư Thành đoàn kiêm Chủ tịch Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2003 thì được điều làm Bí thư Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Thành phố Hồ Chí Minh. Tới năm 2004 lên Bí thư Quận ủy 12 của Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 4 năm 2006, tại Đại hội đại biểu lần thứ 10 của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 10 năm 2006 thì ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Vào tháng 1 năm 2007 là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Và tới tháng 7 năm 2007 là đại biểu Quốc hội khóa 12. Tháng 1 năm 2011, ông làm tại Đại hội đại biểu lần thứ 11 của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương của Đảng. Và từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 4 năm 2014, Bộ Chính trị phân công ông giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa 18, nhiệm kỳ 2010-2015. Từ tháng 4 năm 2014 cho đến tháng 10 năm 2015, Bộ Chính trị tiếp tục phân công ông giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa 9, nhiệm kỳ 2010-2015. Từ tháng 10 năm 2015 cho đến tháng 2 năm 2016, tại Đại hội đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020, ông được tái cử giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, được Bộ Chính trị phân công điều hành công tác Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tới tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương của Đảng. Tại hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ông tiếp tục được bầu vào Bộ Chính trị.
và cho đến tháng 2 năm 2016, Bộ Chính trị phân công tham gia Bí thư Trung ương Đảng giữ chức vụ trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Đến ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Và gần đây nhất là ngày 31 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, ông được bầu vào Bộ Chính trị khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Rõ ràng, ông Võ Văn Thưởng tiến thân như tên lửa. Vào Bộ Chính trị khi tuổi mới 46, trẻ nhất so với khóa trước đó, rồi nay làm chức thường trực Ban Bí thư khi tuổi mới 51, nghĩa là còn rất trẻ. Ông Võ Văn Thưởng dường như đã thành ngư ông đắc lợi. Trước thềm đại hội lần 13, tại cuộc chiến không khoan nhượng giữa ba người để giành chiếc ghế Tổng Bí thư là ông Nguyễn Phú Trọng, Trần Quốc Vượng và ông Nguyễn Xuân Phúc. Và kết quả ngã ngũ là ông Trần Quốc Vượng, đã phải chịu thua, còn Nguyễn Xuân Phúc thì xem như thất thế phải ôm tạm chiếc ghế Chủ tịch nước như giải pháp an ủi. Chính vì nhờ ông Trần Quốc Vượng không giành lại được suất đặc biệt ở lại nên ông Võ Văn Thưởng bây giờ trở thành ngư ông đắc lợi với chiếc ghế thường trực Ban Bí thư Trung ương đầy quyền lực. Ông Võ Văn Thưởng nắm chức thường trực Ban Bí thư của Đảng Cộng sản khi tuổi còn rất trẻ, chỉ mới 51. Về thành tích lãnh đạo thì ông Thưởng không có gì nổi bật, nhưng con đường tiến thân thì nhanh đến kinh ngạc. Bây giờ ông Thưởng đang làm phó cho ông Trọng, trong khi đó ông Nguyễn Phú Trọng đã 77 tuổi. Với sức khỏe như vậy, chưa chắc gì ông đã đi hết nhiệm kỳ. Với nguyên tắc chọn nhân sự hồng hơn chuyên thì rõ ràng ông Võ Văn Thưởng phải có lý lịch rất hồng. Tuy nhiên, lý lịch đó chỉ có Trung ương Đảng nắm, chứ người dân thì mù tịt. Ngày hôm nay, ông Nguyễn Phú Trọng đã bổ nhiệm hai người đứng đầu trong Ban Bí thư, đó là ông Võ Văn Thưởng. Ông Thưởng nhỏ hơn Trần Tuấn Anh 6 tuổi nhưng lại được ngồi ở ghế xếp của ông Trần Tuấn Anh. Lý lịch của ông Trần Tuấn Anh rất hồng, với người cha là cựu chủ tịch nước, không hề có tai tiếng gì. Ấy vậy mà ông Trần Tuấn Anh tiến thân còn chậm hơn cả con người của Phó Thường Dân là vì sao như vậy? Đây là hình ảnh ông Trần Tuấn Anh có lý lịch rất đỏ nhưng vẫn không được Đảng yêu ái bằng ông Võ Văn Thưởng. Nguyên tắc chọn nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam là không dựa vào thành tích của người đó mà dựa vào thành tích của bố mẹ hay người nào đó. Ông Nguyễn Thành Nghị thì có lý lịch rất hồng, có bằng cấp học từ Mỹ, nhưng cha của ông Nghị lại bị tai tiếng nên con đường tiến thân của ông Nghị không suôn sẻ. Ông Nghị dẫm chân tại chỗ hai nhiệm kỳ liên tiếp ở vị trí Ủy viên Trung ương Đảng, trong khi đó cả Võ Văn Thưởng và Trần Tuấn Anh chỉ một nhiệm kỳ Ủy viên Trung ương là chui vào Bộ Chính trị. Và liệu ông Võ Văn Thưởng có đắc lợi chiếc ghế Tổng Bí thư tới đây hay không? Với tuổi tác và sức khỏe như hiện nay thì ông Nguyễn Phú Trọng khó mà đi hết nhiệm kỳ thứ 3 của ông. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng có xuống giữa nhiệm kỳ thì người thay thế ông Nguyễn Phú Trọng không ai khác chính là Võ Văn Thưởng. Còn nếu ông Nguyễn Phú Trọng mà ngồi đến hết nhiệm kỳ 3 thì thế nào ông Võ Văn Thưởng cũng sẽ phải tranh đấu với Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ để giành chiếc ghế Tổng Bí thư. Thông thường, trưởng ban tổ chức Trung ương thường là người của ban trưởng ban tuyên giáo trước đó. Tuy nhiên, ông Võ Văn Thưởng có cái may mắn là trưởng ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã nhảy ngang qua chính phủ giành ghế thủ tướng, nên ông Võ Văn Thưởng nhảy một bước hai bậc ghế lên ghế thường trực Ban Bí thư đầy quyền lực. Đây là hình ảnh nếu may mắn gặp trường hợp ông Nguyễn Phú Trọng ra đi giữa nhiệm kỳ thì người hưởng lợi lớn nhất là ông Võ Văn Thưởng. Được biết Ban Bí thư được ví như một chính phủ của Đảng, nó đứng trên của chính phủ của ông Phạm Minh Chính. Trong tay Ban Bí thư có nhiều ban khác như Ban Tổ chức Trung ương, được biết là nơi ban phát chức tước và quản lý những quan chức thủ ủy viên Trung ương của Đảng. Có Ban Tuyên giáo đầy quyền lực, ban này chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông của chính phủ. Còn Ban Kinh tế Trung ương là nơi can thiệp vào bất kỳ chính sách kinh tế nào của chính phủ. Và Ban Nội chính Trung ương, nơi kiểm tra bắt tham nhũng quan chức và nhiều quan khác dưới tay của Ban Bí thư. Trong Ban Bí thư, ông Võ Văn Thưởng chỉ dưới một mình ông Nguyễn Phú Trọng mà thôi. Ông Võ Văn Thưởng cũng có lý lịch rất khó tìm và có số hên nên con đường công danh của ông khá thuận lợi. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng mà đổ bệnh thì chắc chắn người đắc lợi nhất là Võ Văn Thưởng. Và tỏ ra thuần phục Trung Quốc vào ngày 18 tháng 5 năm 2017 nói về việc Ban Bí thư đang xem xét về việc tổ chức trao đổi đối ngoại với những cá nhân có ý kiến và quan điểm khác với Đảng Cộng sản. Ông Võ Văn Thưởng cho biết lực lượng Đảng không sợ đối thoại, không sợ tranh luận, bởi vì sự phát triển của mỗi lý luận và của học thuyết cách mạng nào thì cũng phải dựa trên sự cọ sát và tranh luận. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Thưởng sang Trung Quốc gặp Hoàng Khôn Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư
của Ban Bí thư, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Về quan điểm tranh luận dự án đặc khu kinh tế Việt Nam, ông Võ Văn Thưởng cho rằng dự thảo luật đặc khu đã bị một số nguồn tin trên mạng diễn đạt theo hướng bán đất cho nước ngoài trong 9 năm, không đúng với bản chất vấn đề. Về quan điểm thế lực thù địch, ông cho rằng thế lực này gồm có 3 nhóm, tất cả như sau: những người nghiên cứu lý luận thực tiễn ở các nước trong cuộc đấu tranh chính trị giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản, và lực lượng cực đoan người Việt ở nước ngoài kết hợp với số chống đối bất mãn trong nước, và cán bộ đảng viên, kể cả những đảng viên từng giữ chức vụ cao trong cao cấp trong bộ máy hệ thống chính trị của Đảng, có sự suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Về mặt nghiên cứu triết học, ông cũng thể hiện quan điểm mong muốn xây dựng hệ thống khoa học nhiều chuyên gia chuyên sâu. Đây được xem là thái độ chiều chuộng Bắc Kinh của ông Võ Văn Thưởng. Ông ta đã quay lưng lại với nguyện vọng của nhân dân, phớt lờ mối nguy mất chủ quyền. Có vì thái độ này mà giúp ông Võ Văn Thưởng có con đường quan lộ khá hành thông hay không cũng là một câu hỏi được đặt ra. Và với việc trước đó ông Nguyễn Phú Trọng đã ký rất nhiều văn kiện với phía Trung Quốc để đưa cán bộ cấp cao, cán bộ nguồn sang Trung Quốc để học hỏi và nâng cao nghiệp vụ, vậy ông Võ Văn Thưởng có nằm trong số này hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Hai ngày 8 tháng 2 năm 2021 với bản tin Vượng chịu thua, Phúc chịu thiệt, Võ Văn Thưởng ngư ông đắc lợi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.